Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị, hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo, các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Nhưng mà đang có điều thuyền, thôi thì mình sẽ bắt luôn điều thuyền. Hello điều thuyền, đi đâu có sâu mình có thanh tẩy đây. Kích quạt chiêu cuối thẳng mặt điều thuyền. Điều thuyền bốc hơi. Điều thuyền có chat, thanh tẩy. Thì tất nhiên, đối đầu với điều thuyền thì chúng ta cần phải mang thanh tẩy thôi. Đúng, hợp lý. I feel alive. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nhà nhà sở hữu trang phục mới, người người sở hữu trang phục mới. Còn đối với một thanh niên nào đó thì vẫn dậm chân tại chỗ. Cứ cảm thấy buồn không các bạn ơi? Cây tươi nhờ. Hôm nay mình đem đến cho mọi người một thanh niên may mắn khi mà lại sở hữu một bộ trang phục mới. Đây là vị tướng Tulen và đây là bộ trang phục có tên gọi là Đại úy Athanor. Mà ngày hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn về bộ trang phục này. Trước tiên là đằng sau vị tướng Tulen trong bộ trang phục này thì mình cũng chả biết miêu tả nó là cái gì, bởi vì cái vốn hiểu biết của mình nó kém lắm các bạn ạ. Và các bạn thấy qua Đại úy thì đây là một cái cấp bậc cao nhất của sĩ quan cấp úy, theo như mình tìm hiểu là như vậy. Còn trên đầu của Tulen thì đang đội một cái nón này. Về cái bộ trang phục mặc trên người thì cũng rất ngầu rồi, khuôn mặt đẹp trai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong một trận đấu để có thể là trải nghiệm xem là cái bộ trang phục này thay đổi những gì nha. Ok, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm bộ trang phục mới nhất dành cho anh chàng Tulen, Đại úy Athanor. Và như các bạn cùng quan sát qua về ngoại hình trong một trận đấu đã có thay đổi rồi. Ngoài ra thì những đòn đánh thường có thay đổi về hiệu kỹ năng. Bây giờ mình sẽ test cho mọi người qua về chiêu 2 nha mọi người nhé. Khi mà mình lướt chiêu 2 thì các bạn chú ý kỹ này. Ý, rất đẹp luôn. Cực kỳ đẹp các bạn ạ. Nhưng mà đẹp hơn nữa là khi mà mình tiêu diệt được điêu thuyền còn xíu máu mà thôi. Bản thân của mình sắp có chiêu cuối rồi nhưng mà mình không chờ đợi được cho có chiêu cuối đâu. Quay ngược lại nào, sử dụng chiêu 1. Ấy, có một mạng đầu tiên dành cho mình nha. Rất thơm các bạn ạ. Mình còn đúng một cục máu. Ủa là trời, còn đúng một máu đây này. Chumina, bớm con nhà người ta. Cứu. Nhưng mà Dexcha, hết chiêu cuối mình kích quạt ulti lên bản điểm số tôi bạn ơi, thế là được một mạng của Dexcha. Butterfly thì bỏ cuộc không có truy sát mình, thế là mình may mắn mình sống sót rồi. Thơm ghê các bạn ạ. Mình review cho người xem qua hiệu biến về nhá. Hình như là bộ trang phục này không có thay đổi về biến về hay sao, khi mà mình biến về thì không thấy thay đổi gì cả. Đấy. Ở đây thì những đoạn đánh tường thay đổi này, chiêu 1 thay đổi, chiêu 2 thay đổi, chiêu 3 thay đổi và ngoài ra nội tại cũng có thực sự thay đổi luôn. Nhìn chung thì bộ trang phục này cũng rất đẹp, kể cả màn xuất hiện thì mình cũng đã review cho người lúc đầu rồi. Khi mà quẩy vị tướng Tulen thì mình sẽ lên đồ như sau trong trận đấu ngày hôm nay. Trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là giày kiên cường nhá. Ngoài ra sẽ là trượng bùng nổ, rồi đến vương miện ám ếch, rồi đến quyền trượng, rồi đến trượng ngũ mang. Trang bị cuối cùng sẽ là trang bị quả cầu bất tử. Ok, đây là về bi đồ. Thường thường khi mà quẩy Tulen các bạn cố gắng làm sao tích được cái nội tại càng nhanh càng tốt. Tích được càng sớm càng tốt để các bạn có thể là cấu rỉa và tối ưu thêm được lượng sát thương. Bởi vì cái nội tại nó giật rất đau nhá. Mình nhớ không nhầm thì nội tại của nó là lôi điện, còn chiêu cuối là lôi điểu nhá. Ấy, team bạn đang ăn Seda đây này. Nhưng mà mình tới hơi muộn các bạn ạ. Mục tiêu của mình vẫn là điêu thuyền mà thôi. Các vị tướng máu giấy của team bạn như là điêu thuyền, như là Lavin. Còn Dexcha thì chịu đấy các bạn ơi, Dexcha nó cứng lắm. Để mình di chuyển ra hỗ trợ cho team, đánh nhau ghê quá. Nhưng mà đang có điêu thuyền, thôi thì mình sẽ bắt luôn điêu thuyền. Hello điêu thuyền, đi đâu có sâu mình có thanh tẩy đây. Kích quạt chiêu cuối thẳng mặt điêu thuyền. Điêu thuyền bốc hơi. Ui, xung quanh mình là một cái vòng tròn nội tại. Ui, đẹp dã man mà mình không biết miêu tả nó là cái gì luôn ý các bạn ạ. Đấy, đây là cái vòng tròn nội tại nhá. Nó có những cái tia nó bắn thẳng vào mặt đối phương ấy. Điêu thuyền có chat, thanh tẩy. Thì tất nhiên, đối đầu với điêu thuyền thì chúng ta cần phải mang thanh tẩy thôi. Mang thanh tẩy đi rất lợi. Chứ còn bây giờ phụ thuộc vào support có cái hóa giải khống chế thì support có đi theo mình đâu.
Thế nên là mình mang thanh tẩy khi mà chúng ta gặp các vị tướng khống chế mạnh như là điêu thuyền chẳng hạn thì nó sẽ rất là hợp lý nha. Điêu thuyền chắc là vừa xong cũng cay. Giờ trước mắt là mình sẽ cố gắng dọn lính rất là nhanh này. Bản thân của mình cũng không còn quá nhiều máu bị cấu nhiều dã man. Úi dồi ôi, còn xíu máu thế này đỡ làm sao. Đường trên này đánh nhau ghê quá. Còn bản thân của mình ấy thì thấy cái bộ trang phục này nó lạ này, hiệu ứng thì cũng ok. Thì căn bản không có hiệu miến về thì cũng hơi bị buồn. Trời ơi, em có chiêu cuối đây. Một bé ra đi và ngoài ra dí luôn điêu thuyền. Zuka rất nhanh tay các bạn ạ. Mình cứ tưởng là mình có được đôi mạng cơ mà ai ngờ Zuka vừa xong nhảy vỡ đầu điêu thuyền luôn rồi. Cách để có thể ăn mạng được một cách dễ dàng ấy thì khi mà các bạn quẩy tu len thì chỉ cần đối phương có xíu máu các bạn kích hoạt chiêu cuối thôi nhá. Ok, có Dexcha, bắt luôn Dexcha thôi. Dí, nhưng mà hiện tại thì Dexcha đang có chiêu cuối về nên mình không dám đánh đâu. Ôi dồi ôi, còn đúng xíu máu như thế này thì mình tranh thủ mình dọn lính thật là nhanh nha mọi người. Sợ quá cơ. Được cái là may mắn trận đấu này là mình thoát chết mấy lần rồi. Toàn có xíu máu, sau đó là về thành công. Thôi nào, bảo Toro cho em về thành công phát nữa đi, cho em lập kỳ tích đi. Toro vẫn còn đuổi được ạ. Úi dồi ôi, vẫn còn đuổi, cố chấp dã man. Thôi để cho em biến về. Đấy, không biết là Toro có dám đuổi mình nữa hay không. Hai Toro kia kìa. Ui dồi ôi, có dám băng trụ, sợ thật. Trận đấu này thì giao tranh liên tục, nhưng các bạn thấy là mình không có cơ hội để được farm đâu. Toàn thấy đánh nhau liên tục thôi. Thường thường mình thích nhất cái điểm lợi của vị tướng Tulen đó là khi mà các bạn kích hoạt chiêu cuối kết liễu đối phương xong, lập tức các bạn sẽ có được luôn một cái vòng nội tại quay xung quanh người nhá. Như vậy sẽ rất tốt để giúp cho tất cả các bạn có thể dễ dàng ăn được những mạng thứ hai, mạng thứ ba. Đặc biệt là kết liễu đối phương bằng chiêu cuối là thời gian hồi chiêu cuối của các bạn nó cũng sẽ được rút ngắn đi rất là nhiều, để các bạn có thể kiếm được mega một cách dễ dàng. Nói chung đấy là lý thuyết mà thôi. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên đường trên, bởi vì là Lavin này kích hoạt chiêu cuối có mạng của Lavin luôn. Đấy, đối phương có xíu máu kích hoạt chiêu cuối phát chết, và bây giờ chiêu cuối của mình lại có rồi. Đấy là cái điểm lợi. Khi mà tiêu diệt tướng địch xong, chiêu cuối hồi rất nhanh. Căn bản là thời gian hồi chiêu nó sẽ được giảm đi mà. Nhưng mà lưu ý là phải kết liễu đối phương bằng chiêu cuối nha. Bắn chiêu cuối một phát là chết luôn. Chứ còn bắn chiêu cuối mà không chết thì thời gian hồi chiêu cuối rất lâu đấy. Bây giờ tiếp tục mình sẽ xử lý bò Toro này. Chiêu cuối sẵn sàng kích hoạt chiêu cuối. Lại có mạng của bò Toro rồi. Xem ai ra thủ cái trụ này, có Butterfly à. Nào, kích quạt chiêu cuối thẳng mặt Butterfly. Trời ơi, không chết được kìa. Khi mà bắn chiêu cuối không chết được thì thời gian hồi chiêu của mình là 20 mấy giây luôn. Chứ còn nếu như là bắn chết thì thời gian hồi chiêu của mình chắc là tầm 5 giây gì đó. Thôi, bây giờ cứ dọn lính thôi. Gặp Lavin nó sấy đau ra phết, vậy nên là mình cũng chỉ dám giữ vị trí các bạn ạ, để có thể là dọn lính. Ấy, Lavin nó sấy đau quay ngược lại thịt luôn. Ây da, trời ơi, nhanh thế. Mình không kịp làm gì được các bạn ạ. Không kịp làm cái gì luôn, Lavin vừa xong nó sấy rất nhanh. Biết vậy thì mình không dám hổ báo nữa đâu. Trời ơi, quan tâm là quan tâm đến Lavin, quan tâm đến điêu thuyền, nhưng mà khả năng cao bây giờ solo 1v1 là không ăn nổi rồi. Thế nên lát nữa cần phải tìm kiếm cơ hội nhá. Dàn trụ team bạn còn nhiều quá. Hy vọng rằng trong khoảng thời gian này các bạn có thể bớt chút thời gian để có thể ủng hộ mình bằng cách cho mình xin một nút like, cho mình xin một đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy là sự ủng hộ của các bạn dành tặng cho mình. Còn bây giờ tiếp tục mình lên mình hỗ trợ đồng đội đây. Chiêu cuối có rồi các bạn ơi, chờ mình. Trời ơi, đến nhặt xác điêu thuyền luôn. Còn đúng cái nịt các bạn ạ. Team bạn thì chạy về hết nhà rồi còn đâu. Ra đường giữa mà ép trụ này team ơi. Trời ơi, cái trụ đường giữa team bạn không còn quá nhiều máu đâu. Nhưng mà mình thấy qua có bò Toro thủ đây này. Bò Toro còn nửa cái máu, mình sẽ cố gắng tìm kiếm cơ hội để có thể cấu rỉa máu của bò nhá. Lao vào cấu mà Lavin nó bắn đau quá. Không đội trời chung với Lavin, bây giờ thì cố gắng kích quạt chiêu cuối Lavin. Chạy đâu quan sâu, thịt thêm cả Toro, thịt trâu gác bếp có mạng hỗ trợ. Thế là được rồi. Thế là vừa xong cũng có được một mạng hỗ trợ và một mạng hạ gục. Nhưng vấn đề chính là cái trụ của team bạn vẫn còn sừng sững đứng ở đây. Chưa thể nào lấy được nhá, bởi vì mỗi lần đẩy lính lên cao là team bạn lại cử người ra thủ rồi. Như là Butterfly này, thêm cả điêu thuyền như thế này thì rất khó để có thể lấy được trụ. Bây giờ chúng ta lại có thêm cả Dexcha đây thì cấu gì ở Dexcha. Mình còn nửa cây máu vậy nên mình không dám đánh hổ báo đâu. Bây giờ chiêu cuối mình có thể bắn được thẳng vào Dexcha để xem. Mỗi tội nó có chiêu cuối kìa. Mình kích hoạt ulti vào, ai ngờ nó bật chiêu cuối lên nó được hồi máu. Cay thật sự.
khó quá. Các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn đi gần vào bụi rậm mà các bạn không biết đối phương có nằm trong bụi rậm hay không thì các bạn có thể sử dụng chiêu một để trách bụi nha. Bởi vì nếu như các bạn ném chiêu một vào bụi, nếu mà trúng đối phương thì lập tức bên dưới vạch mana của các bạn sẽ tích được điểm ngay. Như vậy là các bạn có thể nhận biết được là đối phương có nằm trong bụi hay không. Đấy là cách chơi bài bản để xem là ném chiêu một vào bụi không có ai trong bụi rồi, hoặc là mình ném không trúng đấy, có Toro. Thế là vừa xong mình ném không trúng đấy. Trận đấu rất căng thẳng chứ không thể nào nói cân bằng được. Trận đấu này không thể cân bằng bởi vì khi mà team mình chiếm được 17 mạng hơn về đối phương rất nhiều. Nhưng mà lý do lần nào combat thì cũng đều toang, kiểu như là team mình không thể nào chiếm được lợi thế hoàn toàn ấy. Ấy, xe ra bây giờ ăn cũng được nhưng mà chỉ sợ team bạn ra cướp thôi, vậy nên là team mình cũng không dám ăn xe ra. Khó quá. Cứ chờ nhá, mục tiêu của mình sẽ là Lavin. Xem ai ma lốc vào cấu rỉa Lavin đi. Ây da, ăn choáng rồi. Không sao, cố gắng làm sao mình sẽ tung chiêu thẳng mặt Lavin. Đó, Lavin còn nửa cây máu. Mình sẽ cố gắng tiếp cận để có thể kích quạt chiêu cuối. Không tới tầm, lướt chiêu ai kích quạt chiêu cuối. Này thì Lavin này, này thì nước khoáng này, nước suối này. Thế là vừa xong mình có mạng của Lavin rồi. Và ngoài ra có luôn cái trụ đường giữa nha. Đấy, chỉ cần bắt được chủ lực team bạn như vậy thôi, chúng ta có được luôn thêm cái trụ này nữa. Vậy là quá thành công rồi. Còn để mà lấy được đường lý siêu cấp là hơi khó. Thôi không nên ham, mình cũng không ham hố lấy đường lý siêu cấp đâu. Di chuyển vào trong rừng cướp nốt này, có cái gì là chúng ta cướp luôn. Và ngoài ra mình thấy qua đường trên team mình ấy, ôi ôi, một cái đàn lính siêu to khổng lồ đang chờ đợi mình lên farm. Sắp phun đồ đến nơi rồi. Khi mà team mình bây giờ có Seiza rồi thì căn bản cần phải ép cùng với Seiza cơ. Mình cứ đẩy cao lính ở đường trên này lên nhá, sau đó mình di chuyển dần ra đường giữa. Thời điểm này là cần phải đi chung với nhau. Đừng giao tranh, đừng giao tranh. Chúng ta cần phải ép cùng với Seiza đây này. Có Seiza nhưng mà Seiza này là Seiza hơi yếu. Seiza này chỉ là Seiza bóng tối mà thôi, chứ không phải là Seiza bạo chúa. Nếu như muốn triệu hồi Seiza bạo chúa phải chờ đợi phút thứ 15 cơ. Thôi thì mình cùng mình gấu béo Zuka sẽ núp bụi nhá. Chắc chắn một điều, team bạn sẽ cử người lên đường trên thủ và chắc chắn team bạn sẽ vào rừng để ăn bồ đỏ cho mà xem. Chờ người nơi ấy. Nhưng mà team bạn đông quá, kích quạt chiêu cuối không ăn thua. Ôi ôi, nhìn thấy đồng đội nằm xuống mặt lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Khóc thương tiếc thương cho Zuka vừa xong rất thổ báo. Đúng thật là căng thật sự luôn các bạn. Team bạn đang muốn kéo dài với late game và team bạn late game mình cảm thấy mạnh lắm. Mình thì bây giờ chỉ dám cấu rỉa thôi. Ấy, cấu rỉa đấy các bạn có thể tung chiêu 1 sau đó lướt chiêu 2 về nhá. Chứ đừng có lướt chiêu 2 thẳng mặt đối phương bởi vì hiện tại team bạn đang rất đông, mình cũng không dám làm liều như vậy. Chỉ có tung chiêu 1 sau đó lướt chiêu 2 về thôi. Team bạn đâu, vào hết đây nào. Ô kìa, định bắt mình à? Ô, dí làm sao được mình. Đã thế mình kích quạt chiêu cuối này. Ui dồi ôi, bỏ Toro vừa xong may là đỡ cho Lavin. Team bạn không dám chơi mà ma lúc luyện ngục vào lòng đất thế này. Ép đường giữa khó lắm, thôi thì xuống đường dưới này. Đường dưới thì mình thấy qua có Seiza, đệ của Seiza. Đấy, đệ Seiza cũng lấy được cái trụ rồi. Làm sao phải gây sức ép sớm chứ, còn nếu như kéo dài về cuối game thì Lavin team bạn khủng lắm. Nhìn bò Toro thì vạch máu nó quá dày các bạn ạ. À. Ui dồi ôi, thế này thì làm sao đỡ nổi. Anh là trâu hay là bò, anh là ngưu ma vương hay là cái gì đây? Ô, trâu thì đánh lâu cũng chết, team mình đang dồn đam rồi. Toro bốc hơi tuyệt vời, hiện tại team bạn mất 3 người rồi nhá. Thịt nốt đếch cha cái coi. Đếch cha đang hổ báo này. Húng quá trời đất ơi. Đếch cha chết nốt, mình toàn hỗ trợ thôi. Nhưng mà căn bản là team bạn dọn lính rất nhanh, khiến cho team mình chưa thể nào lấy được cái trụ đường lính siêu cấp. Thôi Malok ơi, bình tĩnh Malok ơi. Chưa thể nào lấy được cái trụ đường lính siêu cấp nha. Không ổn rồi. Cứ đẩy lính lên cao là team bạn lại dọn lính. Chắc có lẽ là team mình nên ăn cái con rồng thôi. Và sau đó chờ đợi cái con Seiza bạo chúa. Bởi vì Seiza bạo chúa thì cũng sắp xuất hiện rồi. Trong cái phiên bản hiện tại ấy, thì chúng ta đã có lần cập nhật bổ sung. Thì với lần cập nhật bổ sung thì vì tướng Tu Len không có tăng giảm sức mạnh đâu nha mọi người. Thế các bạn cứ bình tĩnh, bao giờ vì tướng này có thay đổi thì yên tâm, mình sẽ thông báo đến cho tất cả các bạn. Hiện tại Tu Len mình cũng cảm thấy là cũng không xuất hiện quá nhiều cho những trận đấu danh đâu. Thi thoảng chúng ta mới bắt gặp thôi. Khó ép được cái trụ đường giữa này quá. Nhìn chung thì cái nội tại ấy, nó giật là cũng rất thốn ấy. Kể cả 4-5 phát nội tại nó giật là mất tầm nửa cây máu đối với các vị tướng máu giấy. Chứ không thể là đùa đâu. Căn bản bây giờ mình cũng xanh rồi, mình được 8 mạng rồi.
Cái gì vậy? Butterfly định bắt mình à? Ôi dồi, em có thanh tẩy. Chết tôi, mình bị truy sát, mình bị dí rồi. Đuổi đi, mình cơ động lắm. Lêu lêu, ui dồi ôi, đam to thế. Ôi dồi ôi, Butterfly vừa xong nhảy phất nào thốn phất đấy luôn. Mình chủ quan thật. Không tin nổi, một Butterfly quá mạnh mẽ. Thời điểm này là thời điểm cuối game rồi. Vậy nên đánh bây giờ ấy là phụ thuộc vào combat, phụ thuộc vào chất tướng và phụ thuộc vào trình độ kỹ năng. Những chất tướng mà mạnh đầu game cuối game yếu ấy thường thường kéo về late game như thế này là không được lợi đâu. Mình thấy Lavin team bạn bây giờ sấy đã quá rồi. Căn bản Lavin team bạn nhiều đồ lắm rồi đấy. Mục tiêu chính là team mình sẽ cần phải quan tâm đến Seda, nhưng mà kể cả bây giờ mình hồi sinh thì mình cũng không thể chạy được ra khu vực Seda đâu. Bởi vì mình sẽ cần phải hướng tới cái con bùa xanh nha mọi người nhá. Cứ để cho team mình ra khu vực Seda trước đi. Đấy, team mình bắt đầu kéo nhau ra Seda rồi kìa kìa. Cứ để cho team mình ra trước. Mình là mình sẽ cần phải quan tâm đến bùa xanh đã. Máu thật, team mình tổ chức ăn Seda luôn. Ôi bình tĩnh nha, để mình di chuyển dần ra, mình hỗ trợ cho team. Chắc chắn trong giao tranh tẩu mình sẽ cần phải quan tâm đến điêu thuyền rồi tới Lavin. Thế nên là chúng ta sẽ cần phải cố gắng quan sát trên minimap. Đây rồi, kích hoạt chiêu cuối, Lavin. Không chết được Lavin rồi. Thôi thì chơi tạm Dexcha. Úi, mình xin mạng của Dexcha thơm quá, 9 mạng. Team bạn hiện tại mất 2 người nhá. Đây, điêu thuyền đây, mình sẽ dí luôn điêu thuyền này. Hai vị tướng pháp sư đối đầu với nhau, mình không cho điêu thuyền về đâu. Điêu thuyền mất rất nhiều máu rồi, và điêu thuyền ơi, điêu thuyền là bốc hơi, tiếp tục là chiêu cuối thẳng mặt Lavin. Ủa trời, Lavin chưa gì đã chết rồi. Căn bản cái nội tại vừa xong nó giật một cái là chết luôn Lavin. Và chính thức là quét sạch team bạn nhá. Tầm này team bạn còn lời gì trăng trối nữa đâu. Ok, chắc có lẽ là mình sẽ gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các bạn tại đây thôi. Chứ còn team bạn không thể nào thủ được nhà đâu. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người, bye bye.